với tầm tài chính 475 triệu thì các bác chọn cho mình một mẫu xe gì? Nếu như là em Hương thì em sẽ chọn cho mình một mẫu xe đến từ Hyundai. Đó chính là một chiếc xe Hyundai Accent số tự động đời 2018 bản full nhé. Bản full ATH 475 triệu. Biển tư nhân Hải Dương đẹp, lên pha bi cầu, full option hiện đại với 475 triệu. Nếu mà để cân đối mua xe, em sẽ xem mua một chiếc xe với màu quốc dân là màu đen, số tự động dễ đi và đặc biệt là bản full nhé. Bản ATH đây ạ. Ngày hôm nay thì em Hương lại về thêm một mẫu xe Hyundai Accent nhập bản này là bản lắp ráp trong nước rồi. Bản full ạ. Bản full số tự động đời 2018, cao kính cao cao nhất luôn, cao ngất ngưởng luôn, siêu lướt luôn ạ. Zin đẹp toàn xe luôn các bác nhé. La răng đa chấu thể thao, phanh ABS xi nhan trên gương, một dàn lốp theo xe. Lốp sơ cua cũng là lốp sơ cua theo xe luôn các bác nhé. Đèn bi salon này, đèn gầm đấy cũng là đèn bi này, giải đèn nét. Xi nhan trên gương đẹp, đăng ký đăng kiểm còn dài miên man luôn ạ. Bác nào đang quan tâm và cần tìm cho mình một mẫu xe Hyundai Accent, đặc biệt là bản full, số tự động thì để lại số điện thoại cho em nào. Kết nối trực tiếp qua Zalo 0354602790. Bác nào quan tâm thì chấm một chấm vào đây nhé, em tư vấn và hỗ trợ thêm này. 475 triệu zin hết toàn xe, máy 1.4, số tự động bản ATH các bác nhé. Lên đèn pha bi cầu này, giải đèn nét này, đèn gầm cũng là đèn pha bi cầu luôn. Tất cả những đường dập lỗi thân thân xe, nội thất ngoại thất đều đẹp luôn các bác này. Quá là chất luôn. Xi nhan trên gương, một dàn lốp các bác nhìn này. Lốp zin liền đời theo xe nhé. La răng năm chấu thể thao, phanh ABS, gầm bệ các bác nhìn này, còn nguyên bút chấm sơn từ giả sảm sóc này. Zin đét toàn xe. Xi nhan trên gương ốp mạ chrome, lẹp chân kính cũng ốp mạ chrome, tay nắm cửa ốp mạ chrome. Và em này là khóa xe tự động nhé, cầm chìa khóa ra bên ngoài một chút thôi là tự động chốt cửa xe vào rồi. Phím mở một trạm thông minh trên hai cánh trước này. Trước khi quay đến tất cả các cánh cửa thì em sẽ quay luôn ốc đồ nhé. Ốc đồ của em nó là 4 vạn 8, 2018, 4 năm. Tức là xe gia đình 1 năm đi tầm 1 vạn, 1 vạn 1 thôi. Đấy là chuẩn xe gia đình các bác nhé. Có cửa sổ trời, Accent bản ATH này có cửa sổ trời. Ghế da zin cao cấp 2 màu. Trên vô lăng thì tích hợp túi khí an toàn. Đây có nhớ ga tự động cruise control này. Nghe gọi khẩu lệnh này, cảnh báo khi mở cửa các bác này. Mở cửa cánh trước đó, bên trên màn hình nó sẽ cảnh báo đang mở cửa đây ạ. Hỗ trợ trơn trượt, đèn pha siêu sáng luôn, các thanh gió điều hướng điều hòa mát lạnh luôn. Táp lô không một vết xước, màn hình Android cảm ứng, điều hòa tự động, đề độ khởi hành start top. Bên ghế phụ cũng có túi khí an toàn. Một cái tổng này, củ xạ cổ tổng 12V này, tẩu thuốc này, cổng AUX USB. Củ số phanh tay áo da cao cấp, không vỡ, không rách, không mòn. Số tự động rất là dễ đi. Phanh tay đây, 2018 thì không khác gì là xe lăn bánh từ nhà máy rồi. Chỉ thiếu một cái hộp nữa thôi là em nó mới kính cong mà, như là xe lăn từ hãng ra. Cửa sổ trời đẹp luôn nhá các bác này, trẻ trung ạ, bản full ATH số tự động đây ạ. Ghế da cao cấp đẹp. Ốc nhái không hề bị vặn mở, táp ni cũng đẹp căng. Gương kính cụp chỉnh tự động cho em ạ. Bệ tì tay chống mỏi đẹp, loa to bản cộng thêm hai loa chép nhỏ nghe nhạc giải trí này. Toàn bộ keo chỉ zin hết luôn. Các cái lốt cắt cũng còn tròn xe nhá. Thông số sticker của xe cũng vậy luôn. Thông số sticker của xe luôn. Dán hết phim cách nhiệt chống ồn đầy đủ cho em rồi. Chỉ số gương kính liền đời theo xe. Tay nắm cửa ốp mạ chrome cao cấp nhá. Ghế da cao cấp đẹp luôn ạ. Các bác nhìn này, hàng ghế thứ hai rất là sạch sẽ gọn gàng. Phía dưới đã có thảm 6D rồi. Nhưng bác chủ cũ còn thêm một cái bộ thảm cao su nữa. Để nhỡ may mà có chân tay có ướt lên thì nó không bị ướt này. Không bị ướt này, dễ dàng vệ sinh. Táp ly táp lô đẹp. Ốc nhái không hề bị vặn mở, zin đẹp toàn xe. Bao tiết hãng toàn quốc cho các bác nhà mình. Đây các bác nhìn này, lốp láp đây, rất là dày nhá, bộ la răng đúc thể thao siêu chất luôn. Accent 2018 máy 1.4 bản full ATH số tự động. Phía sau xe trang bị cho em có 4 mắt cảm biến va chạm, cam lùi đầy đủ cho em rồi. Lắp lên nippo thép thể thao nhé. Lắp lên nippo thép thể thao này. Rất là nhiều option hiện đại trên một chiếc xe Hyundai Accent. Khoang hành lý của em nó đây, siêu rộng rãi luôn. Rộng rãi, sạch sẽ, gọn gàng này. Thảm chống, một cái thảm chống ở trên thảm nhựa này, rửa sạch sẽ rồi. Thêm một cái thảm bằng mà da 6D này. Xuống đây lại còn thêm một cái tầng nữa là thảm nguyên bản của xe này. Ba tầng cốp bác này. Lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích lốp còn nguyên bản này. Nhìn sàn bệ đây, siêu xuất sắc luôn các bác ạ. Hơi vướng một chút, tại vì vướng ba tấm thảm này. Một thảm này, hai thảm này, ba thảm này, ba thảm mới đến
lên được khoang hành lý các bác ạ. Quá là chất luôn, cẩn thận quá. Bác chủ cũ cẩn thận quá ạ. Máng nước hai bên từ những cái bấm đinh tán còn nguyên, keo chỉ zin, ốc nhái đây, chống nóng này, một đôi cao su này, tất cả những cái lỗ thoát nước là còn nguyên những cái lúm này. Thật sự quá là đẹp luôn các bác nhá. Accent số tự động bản ATH 2018, giá chào bán 475 triệu. Nước sơn màu đen đây. La răng đúc thể thao phanh ABS, đèn hậu phía sau thiết kế to bản, không có việc hấp hơi hay mở nước đâu, yên tâm các bác nhé. Một dàn lốp dày gầm bệ sáng luôn. Tay nắm cửa ốp mạ chrome, tất cả chỉ số gương kính keo chỉ là nguyên từ nhà máy cho em ạ. Nếu như các bác bảo mua xe này lăn hãng ra bằng 2022, em đảm bảo là nhiều người tin luôn. Vì nhìn nó không khác gì 2022 cả. Cuối năm nay các bác lấy về, các bác có bảo rằng em mới mua từ đầu năm 2023 cũng có bác tin các bác nhé, vì nó quá là đẹp luôn. Sạch sẽ, gọn gàng, không lỗi. Không lỗi to, không lỗi bé luôn. Bao lỗi cho các bác nhà mình. Ốc nhái không hề bị vặn mở, sơn si sáng choang, thảm bệ sạch sẽ, số tự động dễ đi. 4 quả loa to bản thêm 2 loa chép nhỏ, dễ đi các bác nhá. Nam nữ đều đi được. Màu đen thì không kén quá nhiều về mệnh hay là về phong thủy đâu ạ. Xin nhan trên gương, tháng 6 2024 các bác còn đi hơn 1 năm nữa mới phải đăng kiểm lại nhá. Một dàn lốp dày đây các bác này. Đèn bi salon siêu sáng, sáng gấp đôi gấp 3 lần so với đèn halogen sợi đốt này. Biển 34 48800, quá là chất luôn. Nội thất, ngoại thất em quay hết rồi. Ngày hôm nay em sẽ quay cho các bác nhà mình cả khoang máy nhé. Một chiếc xe không một vết xước, không một điểm trừ luôn. Quá là đẹp luôn ạ, giá cực kỳ hợp lý này. 475 triệu đời 2018 đây ạ. Bản ATH số tự động full luôn cho em nhé. Máy số các bác nhìn này, zin đẹp toàn xe. Cụm phanh ABS nằm gọn gàng này. Từng con ốc nhỏ nhất cũng còn nguyên zin cho em nhé. Từ các cái thanh ngang cũng vậy luôn này. Tai đèn hai bên đây các bác nhé, ốc này, cabo này, thảm chống nóng giảm nhiệt này, keo chỉ zin, các lốt cắt nguyên bản theo xe. Accent 2018 full đẹp, bản ATH số tự động zin hết cả xe, lốp sơ cua, lốp dự phòng, gương kính cụp chỉnh tự động cho em ạ. 475 triệu là giá em chào bán chiếc xe Accent 2018 đây, bản ATH số tự động. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại cũng như kết nối trực tiếp qua Zalo 0354602790. Em Lê Hương hỗ trợ và tư vấn nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bác nhà mình. Các bác nhà mình ơi, khi mà xem buổi báo giá của em thì các bác đừng tiếc những lượt like, những lượt tim, những lượt chia sẻ nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh, đăng ký kênh đây ạ. Thích Accent bản full giá chưa tới 500 triệu thì alo cho em ạ. Xin chào và cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.